nhiều người học Phật bỏ cuộc là vì chúng ta không nhận thức được Phật pháp là một cái giá trị cao nhất của đời người. Ý thì phải nhớ rằng trong kinh Phật dạy, Phật là bậc đại trí ngài dạy. Nếu có người niệm Phật nên biết đó là hoa sen trắng trong loài người. Sen là biểu trưng cho sự không nhiễm Tuy sống ở cõi trần Sống trong lục đạo lương hồi Nhưng không nhiễm Lục đạo lương hồi Sống trong tình cảm Nhưng không bị tình cảm buộc ràng Nên mới nói rằng người niệm Phật Là hoa sen trắng trong loài người Còn nói rộng ra thêm một câu nữa Dễ hiểu nhất Người niệm Phật Là người có giá trị lớn nhất Trong loài người là người cao thượng nhất trong loài người là loài người mà được mười phương chư Phật tán thán. Loài người nào mà được mười phương chư Phật tán thán? Loài người biết niệm Phật là loài người được mười phương chư Phật tán thán. Loài người làm bất cứ một việc lớn gì ở thế gian này cũng không được mười phương chư Phật tán thán chỉ đúng có loài người niệm Phật mới được mười phương chư Phật tán thán nên mới nói rằng là nếu có người niệm Phật nên biết đó là hoa sen trắng trong loài người nên mình phải nhận thức được Phật pháp là một giá trị cao tột nhất vì thì vị học Phật sẽ không bỏ cuộc nhưng muốn nhận thức được chỗ này thì mỗi ngày mình được bổ túc như vậy hoặc là thiện căn phước đức phải về có những đứa nhỏ ở trong chùa mỗi ngày nó sống nó phục vụ đại chúng mà phục vụ con người là cao thượng nhất đó quý vị phải nhớ đó bây giờ thí dụ như bây giờ ở gia đình mình đi quý vị làm vợ vì phục vụ cho chồng làm chồng phục vụ cho vợ rồi hai vợ chồng sanh con nuôi con phục vụ cho con sau này con lớn khôn nuôi cha mẹ nếu như quý vị là người biết phật pháp biết niệm phật quý vị làm bồ tát chồng bồ tát vợ bồ tát con phục vụ nhiệt tình cho gia đình nhưng không bao giờ kể công tính toán với họ còn ở trong phật môn là nó không dính dáng vào cái việc thăng bằng quyến thuộc mình mới phục vụ mà tất cả chúng sanh đến cửa phật chúng ta đủ duyên đều nhiệt tình giúp đỡ phục vụ thì quý vị suy nghĩ rõ ràng phải là loài người mà phát bồ đề tâm phục vụ chúng sanh vô điều kiện phải là loài người cao thượng nhất hay không quý vị suy nghĩ đi bây giờ mình ở ngoài đời mình làm bất cứ việc gì cũng mong tới tháng trả lương hoặc là đi đến xin việc làm là mình tính toán cái việc lương bổng của mỗi tháng nhiều hay ít với người ta rồi, đúng không vậy thì có người làm là vì vật chất tiền bạc chỗ này chưa phải là bậc cao thượng trong loài người đó quý vị à đây là bậc hạ mỗi ngày sống bình thường thôi nhớ bậc cao thượng trong loài người là quý vị chân thật phục vụ chúng sanh mà quý vị không suy nghĩ về vật chất tiền bạc gì giàu hay nghèo gì mình cũng nhiệt tình giúp đỡ nếu như đủ việc nên mình phải nhận thức được phật pháp thì mình ở trong phật môn mình tu học nhất định mình không bỏ cuộc có những người ở trong chùa mỗi ngày được phục vụ đại chúng họ không nhận thức được lúc trước mới đi vô chùa thì mừng rỡ vô cùng than thở ngày xưa ngoài đời khổ quá khổ bây giờ con được đi vô trong chùa ở mỗi ngày con vui được phục vụ tất cả mọi người vậy mà một thời gian ngắn họ lại bị cái tâm vọng tưởng kéo họ thẳng ra ngoài đời luôn có mấy đứa nhỏ nhỏ nó ở trong chùa nó tu nó bị vọng tưởng trong tâm lôi kéo nó những đức nghe người thân nó nói về cho nó đi học nghề sơn móng tay móng chân cắt tóc nếu như những người mà ở trong chùa mà nghe những đức nói câu nói này quý vị suy nghĩ đi một cái việc mà phục vụ mọi người ai gặp quý vị cũng chấp tay ai di Đà Phật không cần lãnh lương gì mà cuộc sống của mình ổn định vui vẻ vô cùng không bận tâm và mỗi ngày cầm chân người ta móc khóe kiếm được chút đỉnh tiền nói đây những đức không phải nói những cái người làm việc đó nhưng mà công việc quý vị cứ làm những đức nói đây là nhận thức trong phật pháp về thật giả của nó nghe quý vị nhớ đó thì các cô mỗi ngày đi làm việc tiếp xúc với bao nhiêu cái dạng người mà người ta không tu hành rồi móng chân móng tay người ta cái này kia kia móc phé làm sao cho người ta thoải mái Với cái việc mà quý vị đủ duyên Ở trong ngôi tam bảo Đây là những đức nói những người phát tâm vô chùa tu Cho họ nhận thức Còn người ngoài đời thì bị vị làm việc gì vì kể vì Thì quý vị nhận thức đi Nên chúng ta tu học Là sợ nhất mình không nhận thức được Trong Phật Pháp thôi Nên bỏ đạo Chứ còn cái việc vọng tưởng và một hai việc phàm phu mình còn sai, việc này là bình thường. Nhưng nếu như quý vị nhận thức được Phật pháp thì quý vị càng ngày quý vị càng sửa được nhiều lỗi lầm khi mình ở trong ngôi Tam Bảo. Đây là cái việc đang tiến tu đó quý vị, tiến tu đó. Tại vì thì phàm phu ai cũng có sai, mình ngoài đời thì càng ngày càng lao vào con đường sai lầm. Nhưng mình ở trong đạo thì càng ngày mình càng hướng đến chỗ sửa lỗi mà mình giảm bớt đi những việc mình làm sai mình phải nhận thức được kìa quý vị à không nhận thức được phật pháp thì vị tu học cũng bỏ cuộc à chắc chắn luôn dù là lúc trước khổ te tu rồi ôm chân phật nguôi nguôi một chút rồi chạy đi tìm khổ là do vì vọng tưởng mình không vượt qua được nên kiểm qua tính nguyện là vọng tưởng trong tâm nó nổi lên quý vị Mỗi ngày vọng tưởng ai với đạo Phật Bên nào mạnh Bên nào mạnh thì vượt qua mặt trước Nếu như quý vị để vọng tưởng Của lục đạo lưng hồi mạnh Thì nó vượt qua mặt vọng tưởng ai với đạo Phật còn nếu như quý vị mỗi ngày Chí thành vọng tưởng ai với Đà Phật Nhiệt tình niệm Phật cầu sanh cực lạc Có phương hướng chuẩn vậy thì chắc chắn Vọng tưởng của lục đạo lưng hồi Không thể nào lôi kéo được quý vị Nên chúng ta phải nhận thức được Phật Pháp mình ở trong chùa lo cho nhiều người già Đúng ra những người trẻ này họ phải nhận thức được một đời người chứ Nếu như họ nhận thức được một đời người Thì chắc chắn họ sẽ không bị vọng tưởng Của lục đạo lưng hồi lôi kéo đâu quý vị Chắc chắn luôn Cũng như những đức cũng vọng tưởng dễ đầy Nhưng những đức cỡ nào Những đức cũng không bỏ Phật Pháp hết chứ Vì sao? Vì quý vị bỏ Phật Pháp là quý vị không còn Được cái lợi ích gì Sống ở cõi đời này hết Chắc chắn luôn những đức nói mạnh phần 100% Vì sao? Vì những đức nuôi người già Bao nhiêu bà già ở đây nè Mấy bà cũng giàu, mấy bà cũng làm ra tiền quá trời luôn Cuối cùng với bà được cái gì? Bây giờ mấy bà nhận thức Mấy bà được cái gì? Có khi con mình nó còn chưa lo cho mình được Nó có lo cho quý vị Vì ở với nó cũng khó khăn Vậy thì quý vị nhận thức quý vị được cái gì? Từ nó con đường mấy bà già này đi thôi Thì tuổi trẻ chúng ta cũng nhận thức được một đời người rồi Tại sao chúng ta được nhắc như vậy mà chúng ta không mở cái góc độ của mình ra để mình nhận thức người già này đi? Chùa quá trời người già tại sao mình không nhận thức người già này đi? Rồi bao nhiêu bà già ở trong đây sao không nhận thức? Bạn đồng tu mình có những bà bệnh cứ rên rỉ, cuối cùng bà chết đi. Bà chết bằng một cách khó khăn không được giảng sanh. Tại sao quý vị không nhận thức con đường của bà đã đi như vậy Bây giờ mình phải đi lại Trời ơi những đức đã thường nói rất nhiều lần Đây là cái kinh nghiệm của những đức 100% luôn Tại vì chúng trong chùa họ không chịu phát triển cái Khả năng của họ thì họ phải chịu Một đời lúng qua ủng quý vị Chính những đức thấy rõ ràng Ngày xưa chùa mình có cái tủ thuốc Mỗi buổi sáng gần ba chục bà cụ qua khám bệnh sáng nào cũng kéo một hàng đi qua khám bệnh bệnh không bệnh thì cũng đi khám từ khi những đức thí nghiệm một cái quý vị coi phải rõ ràng mấy bà cụ mình giờ khỏe không phàm phu mình rõ ràng nó có một cái nhăn mà dễ tạo nghiệp là tức khắc nó lao theo tạo nghiệp quý vị à thấy cảnh thì sanh tâm rõ ràng không đây là cái việc nuôi người già rõ ràng xác thực quý vị coi phải thương con thương con nít đó. con mình mình dung dưỡng cho nó phải là nó nhiều tật là hư không quý vị bây giờ quý vị nuôi người già mà nhất là nuôi người già niệm phật này nếu quý vị mà muốn giúp mấy bả về cuối cuộc đời mấy bả mà được lợi ích lớn nha quý vị thì đừng bao giờ dung dưỡng tại vì già cũng như con nít vậy đó Dung dưỡng nhiều thứ là nhất định là hư không nói chứ Là sau này cái cặn tử nghiệp là không có kết quả gì chứ ừ. Chứ đừng có nói rằng Thôi tùy duyên người ta đi Để người ta phát tâm làm sao là chuyện của người ta đi Nếu như quý vị mà nói như vậy thì thôi khỏi làm luôn đi Tại vì sao? Quý vị làm không nổi đó quý vị à Làm không nổi với mấy trăm người này đâu nó nổi lên thôi đừng có nói nữa Trời ơi, cái tâm mà họ không nhận thức đó Nó bị cái vọng tưởng lôi kéo họ mãnh liệt lắm Làm sao mà họ vượt qua được quý vị Làm sao mà vượt qua được đây Nên nó muốn gầy dựng được tính nguyện Thì mình gặp bệnh đau đừng có sợ Vì con người á Sớm muộn gì cũng đi đến cái chỗ này quý vị à Nên những đứa cứ nhắc hoài cái lời của Ấn tổ Ăn quan đại sư Ngài nói người niệm Phật khi gặp bệnh đau phải trí thành niệm Phật Cầu sanh cực lạc Nếu như thọ mạng còn nhờ công đức niệm Phật tiêu nghiệp hết bệnh rất hay Nếu như thọ mạng hết nhờ tính nguyện niệm Phật Nó được Phật a Di Đà tiếp dẫn giảng sanh về thế giới cực lạc Đây gọi là tông chỉ niệm Phật cầu sanh cực lạc đó quý vị Của án tổ ngày dạy đó Vậy mà có những người họ bị vọng tưởng lôi kéo bây giờ bên kia nó có thêm cái nhăn thuốc men tiêu những đức nói với mấy anh em bên kia nếu mấy anh em mà không khéo léo mà sắp xếp những đức chỉ điểm mà không chân thật cố gắng mà làm là mấy anh em quản lý hết nổi đó hết nổi đó mấy anh em cứ kiểm lại mấy bà già mỗi ngày mà cứ dính vào thuốc rồi mấy bà sư cô mà tối ngày cứ là ôm ấp thuốc với, với vị coi gương mặt mấy bà đó là sao phải xanh sao vàng giọt không Bệnh đau te tua Cặn tới nghiệp thì khỏi cần nói đi Thì đưa vô vòng hộ niệm đại Trong đó đi không có cần quan trọng gì quá Vì sao Bà mỗi ngày có gầy dựng tính nguyện gì đâu Mà nói cái chuyện mà Mà dễ giúp bà giảng sanh Phải chứ bà gầy dựng tính nguyện Người ta thấy bà tính nguyện như vậy Bao nhiêu thì người ta sẽ đến với bà Tính nguyện mấy nhiêu Bà mỗi ngày người ta nói bà không nghe Bà cứ lo ôm áp thuốc gì Thì cuối cuộc đời bà đưa bà vô trong bệnh viện luôn Cho bà chết trong bệnh viện luôn chứ làm sao Tại vì cái tâm của bà như vậy Gieo nhăn gì gặt quả báo nấy chứ làm sao quý vị Người ta gieo cái nhăn là người ta phải gầy dựng mình Phải nhận thức được kìa Phải nhận thức được Mỗi ngày mình phải nhận thức được Phật Pháp Những đức nêu lên cho quý vị nhận thức đó Người trong chùa hay người ngoài đời nên nhận thức đi Quý vị dựa vào Ai Di Đà Phật thì gần à, Phật Ai Di Đà Quý vị dựa vào lục đạo luân hồi thì gần với lục đạo luân hồi Không nói chứ Vì dựa vào chỗ nào Phật đã nói rằng con người có sanh có già Bây giờ bị già Có bệnh Bây giờ bệnh và chết những đức đọc một câu chuyện mà chư tổ sư nêu lên đó. một câu chuyện mà Vua Diêm Dương bắt hai người này Một người trẻ, một người già Hai người thọ mạng đến Người già này hỏi vua Diêm Dương rằng Tại sao ngài bắt con mà ngài không báo cho con biết trước Vua Diêm Dương nói rằng Có chứ Ông rụng răng là báo cho ông biết đó Ông té là báo cho ông biết đó Ông bệnh đau rì rề, rề mỗi ngày là báo cho ông biết Sắp sửa đến rồi đó Sắp sửa ta đến đó báo cho ông biết đó khi già khi bệnh khi tóc bạc khi da chỗ đầu mòi lưng còm chân mỏi là vua diêm dương đang báo cho mình biết vua diêm dương sắp sửa kêu quỷ sứ đến bắt quý vị đó còn người trẻ kia nói vậy thì người già được báo còn con trẻ ngài không báo cho con biết tại sao ngày bắt con bất ngờ như vậy vua diêm dương nói có chứ Sớm trên cũng có người trẻ chết Sớm dưới cũng có người trẻ chết Gần nhà cũng có người trẻ chết Đó là báo cho ông biết đó Cơn vô thường đến là đến à Nên Ấn Tổ Ngài nói Hôm nay thấy người chết Lòng ta thấy ngậm ngùi Đời người ai cũng chết Ngày mai đến ta thôi Vậy mà mình còn chưa nhận thức được Tuy là niệm Phật Nhưng mỗi ngày đều là hướng đến lục đạo lưng hồi Mà muốn giảng sanh hả à. Nếu quý vị muốn mà đờ đờ kiếp kiếp trong lục đạo luân hồi thì tùy quý vị thôi. Nhưng mà ban tổ chức phải làm việc cho rõ ràng. Như vậy thì ban tổ chức lo cho người niệm Phật này nó mới có kết quả được. Những đức nói ở đây mà những đức không mạnh mẽ, không có điều tiết những đức nhận thức được phương pháp lo người già này nghe. Chắc chắn rằng không có bao giờ mà làm được đâu quý vị. Ôi ơi những đức đã nhìn nhận rõ ràng bởi vì con người mình có những cái mình thương nhưng có những cái mình không có dung dưỡng làm bậy được quý vị nhất là lo cho người niệm phật phải gầy dựng cho họ một hay keo tại vì họ khổ đến mức cùng cực rồi không còn đường đi rồi bây giờ mình phải rèn luyện họ để họ kết quả cái cuối cuộc đời còn nếu như bị dung dưỡng họ là hại họ đó tại vì gần chết của họ là họ đơ họ cứ nằm đó mà họ hước lên á hước 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 lên gì đó nhất là những bà mà bệnh đau đầy rề mà rên rỉ hoặc là gặp thuốc cũng như là gặp kẹo vậy đó gặp bánh vậy đó thì mấy cái bà này lúc chết là thôi đơ người cứng ngắt mắt trợn miệng hả ra không còn mấy cái người mà lúc còn khỏe người ta gầy dựng tính nguyện người ta bệnh đau người ta biết rằng tuổi già ai cũng bệnh và người ta lo niệm phật thì mấy bà già này cận tử nghiệp người ta điên đặc biệt ngon lành mình đã nhắc bao nhiêu lần mà do gì chính họ không nhận thức thì phải chịu thôi nên những đức nêu lên những chỗ này cho tất cả những cụ già ngoài đời nghe hiểu được thì cố gắng đi quý vị cố gắng nên ghề dựng tính nguyện là điều rất quan trọng quý vị quan trọng lắm cho nên mỗi ngày những đức mình phiên người niệm phật là nó phiên mình niệm phật quý vị đại chúng mình cùng tú học mình phải nhận thức được phật pháp những đức thấy chùa mình có nhiều cụ già các cụ nhận thức được phật pháp rồi đó phải là mỗi ngày các cụ cứ nghe gì hoài từ từ nó thấm không Mưa lâu thấm đất mà Quý vị đừng bao giờ quý vị nản nghe không Mỗi ngày có nửa tiếng đồng hồ quý vị đừng có nản Quý vị cố gắng Mở cặp mắt ra mà nghe đi Thì quý vị sẽ có cái chỗ lợi ích nè Những đức nói mở cặp mắt ra mà nghe đi là hiểu rồi đó Nếu nhắm cặp mắt lại thì lỗ tai thì sao nghe Nên cặp mắt mà mở tỉnh táo Thì lỗ tai nó mới nghe chứ nó Lục đạo luân hồi nó có sự câu thông còn chúng ta lục căn của mình nó cũng có sự câu thông quý vị à. nhớ nên á, mỗi ngày mà mình nói chuyện nửa tiếng này nè nó thấm từ từ các cụ hiểu rồi tức khắc buông xuống à những đức thấy có nhiều cụ già trong chùa mình các cụ hiểu rồi đó phải là rõ ràng mỗi ngày bổ túc các cụ các cụ nghe như vậy các cụ nhận thức bạn đồng tu bên cạnh tu học những bà mà những đức lo những đức thấy rõ ràng rên rỉ bệnh hoạn rồi cứ là chấp thuốc viên không chịu nghe không cố gắng những đức thường nói trời ơi bây giờ còn thời gian nửa năm một năm hay ngày mai ngày mốt gì đến với mình nếu bây giờ mà trong cái nước cuối này mà không quyết định một phát cơn vô thường đến thì uổng một đời của mình thì trôi lăn trong lục đạo không biết chừng nào có thân người và gặp được phật pháp đâu quý vị à nên phải nắm bắt cơ hội này cho chắc Đừng để luống qua Còn người trẻ thì cố gắng gây dựng mình Người trẻ cơ hội Thành tựu con đường giảng sanh cao hơn Vì sao mình còn trẻ Làm được, tu được, hiểu được Phải nhận thức Còn người già thì bây giờ mỗi ngày phải từ từ Để mà thấm vào cái tâm họ Những đức thấy chùa mình có nhiều người già Các cụ cũng hiểu rồi đó Những đức nói cho các cụ nghe chứ Ở chùa mình có cô chính mình nè Chính cô chính rõ ràng luôn Bệnh khớp đồ Nặng nề vô cùng luôn Cô Chính đi khám bệnh về Nằm ịt đau đớn vô cùng luôn Những đức khuyên của Chính cô Chính nghe Cô Chính buông xuống hết Cô Chính lo niệm Phật Rõ ràng cô Chính nay khỏe đó Rõ ràng cô Chính chùa mình đó quý vị Hôm qua khi ngồi nói chuyện Có hòa thượng nữa cô Chính nói Con nè con của nay khỏe nè Do buông xuống hết không uống thuốc gì khỏe nè Đó Rõ ràng không Quý vị thấy rõ ràng không? Quý vị phải trải nghiệm Rồi quý vị mới thấy được con vật hiệu này đặc biệt nếu như quý vị không chịu chân thật trải nghiệm Thì sao mà cảm giác được Cái câu vật hiệu này Nó lợi ích lớn vô cùng quý vị Con người ai cũng bệnh Bệnh rồi đi đến cái chỗ chết Vậy mà mình không chịu quyết chí Bỏ mạng không sợ Tại vì ai cũng chết mà sợ chết cái gì Bây giờ chúng ta gây dựng Một keo cuối cùng này cuộc đời của mình Mình bước lên đài sen Về thế giới cực lạc thì Tuổi thọ vô lượng con người không còn bị già bệnh và chết nữa với cái việc mà quý vị núm níu nó cái thăng cái túi da thúi này nè nửa năm một năm hai năm ba năm nữa rồi nó bỏ quý vị quý vị đi vào lục đạo lưng hồi vô lượng kiếp quý vị trầm lưng khổ đau và cái việc mà hai ba năm này chịu khó chịu khổ gầy dựng rồi bước lên đài sen là chấm dứt khổ đau quý vị tính đi tính đi quý vị tính đi nên một đời này ngắn ngủi lắm chứ đừng có nói mà mấy cụ già này còn hai ba năm nữa mà các cụ không cố gắng thiệt tình là uổng cả những người sức gia mấy bà sư cô tối ngày lề ghề, lề ghề lề ghề còn thua cư sĩ mấy bà cụ già trong chùa rõ ràng quý vị đã gieo cái nhăn sâu quá rồi bây giờ muốn chỉnh quý vị lại thì nó phải kiên cố lắm mới làm được còn nếu như mà cái nhăn trước mặt đầy hết trơn quý vị đố mà phát triển được cái tâm tính nguyện niệm Phật đố mà phát triển được chắc chắn nên những đức qua bên kia những đức thấy mấy sư cô mấy sư cô bèo quá thấy yếu ớt quá đúng ra mình là người xuất gia cái nhận thức mình nó sâu dữ dằn người cư sĩ cái này những đức thấy còn thua cư sĩ nếu mà nói về tính nguyện niệm phật thua cư sĩ rõ ràng những đức thấy trong chùa có nhiều cư sĩ mấy bà già quá kiên cố tâm mà phải dũng mãnh kinh khủng luôn mỗi ngày người ta đụng cái gì người ta cũng làm quá trời luôn già mà người ta leo lên cầu thang người ta sơn nhà sơn, sơn cửa quá trời sơn luôn từ nơi đó người ta gầy dựng được tính nguyện nên người ta có lợi ích lớn nên những đức phiên tất cả các cụ trong chùa và người xuất gia nên gầy dựng tính nguyện cuộc đời của mình đi quý vị để nó có cái kết quả tu hành đừng có để luống một đời ổn quá nó trăm ngàn muôn kiếp Khó gặp được pháp môn tịnh độ này Bây giờ đã gặp rồi Gặp được đạo tràng Chiên nhất niệm Phật phiên mình niệm Phật cầu sanh cực lạc Quá thù thắng rồi Mà để lúng quá ổn quá quý vị à Quá ổn nó bây giờ ở bên kia là có nguyên một cái dàn thuốc đó, nên mấy anh em quản lý phải cẩn thận bây giờ mà tất cả mà mấy người mà muốn đi khám bệnh đồ nó phải rõ ràng mấy anh em chở tới chở lui để nắm được mấy cái bà đó đi hoài là chụp mấy bà lại rồi mấy bà tạo quen đi rồi mai mốt nhốt mấy bà lại cho mấy bà bỏ mạng luôn chịu không nổi thì bứt luôn tại mình gầy dựng tại mình tập mình để khổ phải chi mà mình rèn luyện mình có nhiều bà già để rèn luyện được mình cuối cùng bây giờ khỏe re buông sạch nhất hết trơn luôn nói thấy không người ta lo cuộc sống hết trơn cái gì người ta cũng lo hết trơn mà mình đi tạo ra cái khổ cho cuộc đời của mình phải khổ không mỗi ngày cúp 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 lũ 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 lũi, lũ 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 đi tìm bác sĩ mai mốt người ta chở đi hoài người ta không chở nữa rồi quý vị sao đây không chịu nhận thức cái việc niệm phật giảng sanh là mình chết chắc chết mà đỏ lạc mới khổ đau nên những đức ở đây nó cứng cỏi nên đậu tràng các cụ mới có được tính nguyện chứ gặp mà những đức mà cái siêu siêu ảnh ảnh hoặc là những đức cái bệnh đau ghê ghê rồi là những đức cũng chấp thuốc những đức cũng kêu bị chấp thuốc Để bị tiêu hết trơn Đạo tràng này đố mà hưng khở được Nên mong đại chúng nghe như vậy Quý vị phải nhận thức được Nhất là các cụ già những đức có nhắc Bây giờ như ngọn đèn treo trước gió Không có còn cái gì mà mình Suy nghĩ bu vơ ngoài cái chuyện niệm Phật cầu sanh cực lạc hết trơn á Suy nghĩ cả đời của mình Lo cho chồng, cho con, gia đình Cho vợ, cho con, cho gia đình Tới bây giờ vì được cái gì Vậy mà còn chưa nhận thức được hả Vậy mà có khi đứa con nó vô nó nói vài câu là chạy theo nó Bởi vì những đứa thường nói cái câu Nó cầm dây vô nó kêu đưa cái đầu đây đưa cái đầu vậy nó Nó chồng vào cái đầu nó buộc vào cần cổ Nó đi trước nó kéo phía sau toàn toàn đi theo Rõ ràng giống hịch là dưới quê Mà một người kéo một con bò con trâu đi theo quý vị Đến tới tuổi già này rồi hết xíu quách rồi Mà nó không vượt qua được nhìn thấy thảm thương thiệt ở đây nè có bà già Như vậy sao không có Có Tám mươi mấy tuổi rồi Vậy mà mấy đứa con nó vô Nó kêu về để mà Chăm sóc con của nó giùm nó Vậy mà toàn 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 đi theo quý vị thấy Đúng là nợ chằng này kinh hồn chưa Tuy niệm Phật mà không gầy dựng tính nguyện Nên cuối cùng bị nó kéo đi vậy đó Thấy thảm thương chứ Rồi cuối cùng cuộc đời mình chết Mình phải đi đỏ lạc có ai giải quyết dùm vấn đề sanh tử Cho cuộc đời mình đâu quý vị Nếu như mình không nhận thức được Để mình giải quyết vấn đề sanh tử vậy thì cuộc đời quý vị khổ rồi Có tình thương nào thở cho mình một hơi nào không Có ai nói rằng Người ta đỡ dùm cho mình cái việc Tu hành của mình không quý vị Khi cuối cuộc đời mình đọa lạc Có ai dớt mình lên được không Nên bây giờ còn sống nên nhận thức đi Để mà cố gắng đi để chúng à Sống một cuộc đời nhiễu nhơ này khổ quá Nhiều kiếp nạn mà Quý vị mỗi ngày bình yên gì cố gắng mà niệm Phật nha Đó. Gặp Pháp môn tịnh độ này Chúng ta muốn một đời này Mình chân thật niệm Phật Được sanh về cực lạc Mình rèn luyện tính nguyện Thí dụ như mình còn trẻ đi Dù là những cái tâm mà vu vơ nó khởi lên Trong lòng mình nói mặc kệ mày Mày muốn khởi tâm gì đó mày khởi tâm đi Tao quyết chí Cỡ nào tao cũng tu Cỡ nào tao cũng niệm Phật Đây là cái chỗ quý vị Niệm Phật đắc lực ấy. Nhớ Niệm Phật đắc lực nên nó mới có được cái tâm kiên cố gì Còn khi mà mình niệm Phật mà mình gặp Những cái thứ vu vơ của tâm nó khởi lên mà mình chán nản hoặc là mình muốn chạy đi theo cái cảnh mà của cái tâm nó khởi lên đó đó là quý vị bị nó lôi kéo sức mạnh của vọng tưởng thì nó kéo quý vị đi vì nó mạnh hơn cái tính nguyện niệm phật của quý vị ấy đó là những đức nói về người trẻ quý vị nghe chỗ này để quý vị kiểm qua cái tính nguyện niệm phật của mình có những người Họ gặp những đứa có hỏi Thầy niệm Phật thầy có vọng tưởng hay không Những đứa nó sao mà không có Ai niệm Phật mà không vọng tưởng Sống ở cõi đời này Cái vọng tưởng á Là cái căn bản của phàm phu chúng ta rồi Nên mỗi ngày á Mình dùng Phương pháp niệm Phật làm vọng tưởng niệm Phật đó Quý vị à Nhớ á nếu như mình vọng tưởng lục đạo lưng hồi thì mình cứ mãi nằm trong lục đạo luân hồi bây giờ chúng ta dùng câu phật hiệu để làm vọng tưởng niệm phật đó quý vị phải nhớ làm vọng tưởng niệm phật thì chúng ta thân cận với phật a di đà thân cận với phật a di đà thì từ từ chúng ta giác ngộ thành phật còn nếu như chúng ta thân cận với lục đạo luân hồi thì càng ngày càng đỏ lạc càng ngày càng khổ đau nên lấy câu phật hiệu để làm vọng tưởng Mỗi ngày cứ vọng tưởng Ai Di Đà Phật Không muốn vọng tưởng những cái thứ lục đạo luân hồi nữa Không muốn nó cũng đến Nhưng mà chúng ta lấy vọng tưởng Ai Di Đà Phật Làm chánh hạnh Để mà dụng công Tại vì mình biết vọng tưởng Ai Di Đà Phật là nhân Thì chúng ta tức khắc thân cận Phật Ai Di Đà là quả còn nếu như chúng ta vọng tưởng lục đạo luân hồi là nhăn Thì nhất định là chúng ta sẽ Đờ đờ kiếp kiếp trong lục đạo luân hồi là quả chắc chắn Nên mình lấy vọng tưởng a di đà Phật làm chính Thì tất cả những cái vọng tưởng của lục đạo luân hồi Từ từ nó sẽ nhạt, sẽ nhạt, sẽ yếu xuống Nên người niệm Phật Kiểm qua tính nguyện của tâm mình Là mỗi ngày vọng tưởng của lục đạo luân hồi tài sắc danh thực thì những thứ này mỗi ngày nó khở những thứ đó lên quý vị mỗi ngày vọng tưởng ai với đạo phật và những thứ đó bên nào mạnh tự quý vị kiểm lại cái tâm quý vị thì quý vị sẽ biết được là mình niệm phật có đắc lực hay không liền có những người họ đang ở trong chùa họ tu thì họ nhen nhúm những cái vọng tưởng của lục đạo họ nhen nhúm họ không lấy cái chánh hạnh niệm phật làm chính dù mày có bỏ mạng đi chăng nữa mày cũng không bao giờ mày bị những cái vọng tưởng của lục đạo lương hồi lôi kéo mày đi ra khỏi đạo họ không phát tâm kiên cố như vậy cuối cùng họ nhen nhúm cái tâm của lục đạo lương hồi tức khắc đến lúc nó lên cực điểm thì bước một phát họ đi ra khỏi chùa luôn con không có có những cô trẻ trong chùa mình đó Mỗi ngày tuy nó tu nhưng nó không có nhận thức được Phật Pháp là Cái giá trị lớn của đời người Thì phải nhớ nha Công đoạn mà những đức thường nhắc mà Hòa Thượng Tịnh Không lúc còn trẻ Ngài bước vào Phật Môn là ngay cái câu nói Của Thầy Phương Đông Mỹ Thầy dạy học phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người từ câu nói này mà đại lão ở thượng Tịnh không này bước vào Phật môn quý vị nhớ đó à, hôm qua anh nhân đức à, gặp một vị huynh đề à, ông nói một câu cũng rất là hay à, ông à, nghe pháp hòa thượng Tịnh không và niệm phật à, đầu tám năm nay ông nói uh, hiểu và áp dụng có thể làm được đúng một câu này mà có kết quả còn cũng nhiều người uh, huynh đệ tu chung cũng nghe pháp hòa thượng nhưng khi đi đến đâu cũng tình chấp nặng nề và cứ so đo tính toán người này với hòa thượng và thường như người này Cứ là so đo như vậy mà cuối cùng Đi đâu cũng sống không được Ở cuối cùng đi ra đời luôn Nên quý vị thấy rằng là Khi nghe Pháp phải hiểu Còn nếu như không hiểu Là cái tình chấp nó rất nặng Quý vị nghe Pháp bất cứ một vị nào Để chúng ta Áp dụng để mà sống Để mà tu chứ không phải mình nghe để thành ra cái tình chấp so đo tính toán hoặc là phân tách rằng người này tu giỏi người này tu dở người này tu nhiều năm người này mới tu gì có nghĩa là nhân viên mình khi đi đến bất cứ nơi nào thì mình sống làm sao mà mình áp dụng cái lời pháp mà mình đã nghe mình áp dụng vào trong cái cuộc sống ở nơi đó mình nhập gia tùy tục đi đến đâu thì mình hòa nhập được ở nơi đó và chính mình thì đạo tâm có thể giữ được vậy thì cái việc nghe pháp quý vị là hiểu. Mà Phật pháp dạy là như vậy, phải nhớ. Còn nếu như dù cho mình tu nhiều năm mình có nghe pháp hiểu cỡ nào nhưng đi đến đâu đều giữ cái cá nhân mình hoặc là luôn luôn tình chấp mà không hòa nhập được mọi người, luôn luôn là nghĩ rằng ý nghĩ mình là đúng và không bao giờ chấp hành theo nội quy cái nơi đó mà mình đến thì quý vị là người mãi mãi vẫn là đứng ở ngoài cửa phật pháp chứ không phải là người bước vào phật pháp được vì phải nhớ đó người huynh đệ này nói một câu rằng là ông chỉ có đúng một cái nguyện là cầu sanh cực lạc ông chỉ đúng tu một pháp đó là pháp môn thịnh độ một câu vật hiệu niệm đến cùng nhưng tất cả những cái việc trong cuộc sống mà ông đang gặp phải ông khi đủ duyên làm việc tốt thì ông rất nhiệt tình nhưng thâm thẳm trong tâm ông chỉ có đúng một nguyện là cầu sanh cực lạc chỉ có một cái chấp là chấp trì a di đà phật còn tất cả những cái việc mà cuộc sống hàng ngày ông đang sống những việc thiện những việc tốt hoặc là có những sự trở ngại hoặc là có những cái mà người ta gầy la chửi mắng oan ức ông thì ông không bao giờ chấp gì những thứ đó, nhưng khi làm thì rất nhiệt tình, nhưng khi không đủ duyên thì ông buông xuống. Ông chỉ đúng có một cái nguyện là cầu sanh cực lạc, chỉ có đúng một cái chấp trì A Di Đà Phật. Ông nghe pháp của Hòa thượng, ông hiểu được chỉ như vậy, như Đức nói, hiểu bao nhiêu đó là ông đã hiểu hết rồi chỉ cần hiểu nhiều thôi vậy thì phật pháp quý vị tu học thật chắc là có lợi ích rồi đó nhất định quý vị đi bất cứ đi đến nơi nào sẽ không bao giờ có sự trở ngại và sống vô cùng là an lạc tự tại và khi đến bất cứ nơi nào đều là rất là nhiệt tình và ở nơi đó không bao giờ có cái tâm mà Sống núi này trong núi nọ Những đức cũng thấy nhiều vị Nghe Pháp nhiều Đọc sách nhiều Nhưng mà vì sao cái tâm tư của họ nó nặng nề quá Họ lại tự đấu lý Đúng ra người ta đọc sách xưa Đọc sách chư tổ Nghe Pháp Đại Lão Hòa Thượng Tình Không Thì đúng ra cái tâm con người mình nó phải Tiêu diêu tự tại có người nó rất là quan hỷ tại vì cái hành động của hòa thượng này rất quan hỷ tốt 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 điều là rất quan hỷ rất dễ tính còn mình nghe mà thành ra tình chấp không lẽ hòa thượng dạy mình vậy tại do mình chính mình nghe không hiểu nên có một cái chú này ổng là cư sĩ ổng tu học ở trong chùa ổng không có chấp hành nội quy chứ sau này ông ra khỏi chùa ông lên thành phố ông đến một ngôi chùa mà gặp ngay cái vị chủ trì này cũng là người nghe pháp chưa tổ sư rồi đọc sách chưa tổ sư ông hỏi chú này một câu chú từng nghe pháp của ai thì chú này nói con nghe pháp chuyên nghe pháp của đại lão hòa Thần tịnh không và chuyên muốn hành trì theo lời dạy của hòa thượng tịnh không thì cái thầy này nói được nè chú cố gắng đi coi chỗ nào đó mình tu học đi ở đây thầy không có nhận chú được sau này cái thầy đó nói cho một chú thị giả nghe rằng cái chú cư sĩ này do nghe nhiều mà không hành nhận chú này thì cũng không, không dạy được có nghĩa là nghe nhiều mà không hành nó thành ngã mạng người ta vừa nhìn nó biết liền không nhận tuy là nghe pháp của hòa thượng tinh không người ta không nhận vì sao vì nói cái câu đó thì cái người thầy này sao dạy được có nghĩa là mình phải làm sao mà mình là người đi đến cầu học là mình buông xuống hết đi đây là thầy lý vĩnh nam thầy đó rèn và tự tình không lúc còn trẻ mới thành tựu khi mà đến cầu học với thầy lý thầy lý nói nếu ông đã đi đến đây cầu học với tôi thì tất cả những gì ông học lúc trước tôi không có chấp nhận nếu muốn học với tôi là phải buông xuống hết Vì thầy nào tôi cho nghe thì nghe sách nào tôi cho đọc thì đọc còn nếu như không đồng ý thì đi đâu đó đi Còn nếu đồng ý thì phải ở đây là phải Nghiêm khắc như vậy Thì Hòa Thượng Ngài chấp nhận Sách vở của Ngài cầm theo rất nhiều Ngài cúng dường hết cho thư viện Và nghe lời của Thầy Lý dạy Ngài nói rằng trong vòng 3 tháng rồi Trí tuệ phát sinh lạ thường Rõ ràng buông xuống tất cả Được tất cả còn có nhiều người mình là do cái tình chấp Nên mình đi đến đâu mình sống không được ý. Khi mình đi đến cái nơi đó mình tu học Mà mình cứ tình chấp một cái phương trời nào không Vì sao học được đó. Nên á, những đức cũng nghe Pháp Hòa Thượng Tịnh Không Những đức tin rằng những đức sống ở đâu cũng được hết Nhập gia tùy tục Mình á, là trong thâm thẳm nội tâm của mình những cái gì hòa thượng dạy hay thì mình hành trì thì nghe mỗi câu là có lợi ích còn cứ nhòi nhét vô mà không hành trì Vì thì nó trở thành là tình chấp nặng nề Nên cái chú kia Ông vừa nói mấy câu thôi Người ta giạt ông Không nhận ông Thấy chứ Phải chi mà mình nghe Pháp Hòa Thượng mà mình hiểu Mình đến mình nói một câu khiêm cung Người ta nhận mình liền nói Con đã đi đến đây thì Con sẽ nhập chúng Và tu hành theo đại chúng Thầy dạy sao con nghe vậy? Cái đó là cái khéo Đúng không? Tại vì Mình đi đến nơi người ta Mà mình ở một phương chờ khác Đặt tâm phương chờ khác Vậy thì mình đâu có nhập chúng mà người ta dạy mình cũng không được Nên người ta không nhận mình là đúng Thấy chưa? Rõ ràng Như thầy Lý Bình Nam cũng vậy Tuy là chuyên gia đại sư thầy Phương Đông Mỹ Đều là những bậc đặc biệt Nhưng mà muốn dạy người này thành công Thì phải buộc người này phải buông hết Buông mà không buông buông cái tình chấp thì mới toàn tâm toàn ý học với thầy lý vĩnh nam có lòng tin mới học được đó nên hòa thượng tịnh không thành tựu là do thầy lý vĩnh nam khuôn 10 năm khi 5 năm đầu là thấy lợi ích quá lớn mà thầy lý đưa lên tiêu chuẩn chỉ có 5 năm gần hết 5 năm hòa thượng tịnh không quỳ xuống sinh cho thêm 5 năm nữa là 10 năm bên cạnh của thầy lý vĩnh nam khuôn khoét vậy mà khi giảng kinh thuyết pháp bước ra ngoài còn lên bờ xuống ruộng cuối cùng nhà hàng quán trưởng hậu trì thì 30 năm nên bà thượng Tình không này nói nếu không có hàng quán trưởng hậu trì thì không có tôi ngày hôm nay sức ép quá nặng nên không có đường đi nên từ nơi đó mà tuổi trẻ chúng ta bây giờ mà không có một nơi mà để lo rèn luyện tu hành mà lông nhông rất sạch hôm qua những đứa gặp một ông huynh đệ này cũng 7 năm mới gặp lại ông cũng nói một câu gì những đức nói của ông cũng thất bại luôn không ai dám đụng ông luôn nói một câu ông muốn chiên học hòa thượng tịnh không ông muốn chiên nghe hòa thượng tịnh không ông muốn như vậy như vậy mà bây giờ rất muốn có một đạo tràng để mình tự hướng dẫn huynh có thể có điều kiện phương tiện gì giúp đệ được hay không những đức nói, những đức nuôi người già không đâu biết gì đâu chỉ nuôi người già mỗi ngày cùng niệm phật với các cụ thôi đâu biết gì đâu nghe như vậy thôi là mình thấy ớn rồi à. những đức có nói một câu con người gieo nhân mới gặt quả huynh à nếu mà huynh không gieo nhân thì sao gặt quả Muốn người ta tiếp nhận mình Mình phải có thời gian người ta mới nhận thức mình Người ta tiếp nhận mình chứ Tự nhiên huynh vừa đến nơi người ta Là muốn như vậy, muốn như vậy Sao được Ai mà tiếp nhận mình Như tôi trên kia 5 năm Chăng thật phục vụ chúng Tôi xuống đây rồi tôi cũng cố gắng phục vụ chúng Tới bây giờ mỗi ngày tôi còn đi đổ rác mà Sắp xếp cho người ta Từ miếng ăn, từ cuộc sống Đó Bây giờ tôi còn phải làm công quả 11 năm cả đời con phải phục vụ chúng sanh Đó là học Hòa Thượng Tịnh Không là phải học ra như vậy Chứ làm sao mà mình muốn được Thâm thẩm nội tâm mình học được cái gì thì cứ cố gắng mà hành trì Rồi mình áp dụng trong cái cuộc sống Nhập gia tùy tục đó là cái cách mà Hòa Thượng Tịnh Không ngày dạy chúng ta đó Rất là nhiều người nghe mà không hiểu Nên rất là nặng nề nhưng Dễ mà phiên được dễ gì phiên được vì họ nghĩ rằng họ nghe là các vị cao mà họ quên đi rằng là cái cuộc sống của mình là phải biết hạ gì thì mình mới thành tựu được cái sự tu hành của mình hạ thấp thì nâng mình lên hướng cao thì tự hạ xuống phải nhớ nên có những người học rộng hiểu nhiều dễ gì họ mà chịu nghe cái đơn giản trong khi phật pháp là đơn giản Đơn giản nên ai cũng tu học được Còn nếu như Phật Pháp mà cao xa Ai mà tu học được Nên tất cả quý vị phải nhớ Mình nghe Pháp của Hòa Thượng Mình là con người rất hài hòa Vì hành động của Hòa Thượng rất hài hòa Có thể gặp bất cứ chướng nạn gì Ngài cũng có thể vượt qua được Và bất cứ một sự khó khăn gì Ngài cũng có thể nhận được Tại sao mình không học ra Cái tấm gương đó Mình chỉ học cái văn tự Mà mình không học được cái tấm gương như vậy Thì mình là người tu học thất bại con người là phàm phu ai mà không có sai chỉ cần chúng ta có phương hướng chuẩn kiên nhẫn lâu dài nhất định là cái sai gì mà mình không sửa được như vậy đó mình mới là người học hòa thượng là người đệ tử chân chất thật thà mà tu học phải nhớ nên những đức cũng từng gặp một vị này những đức nói thí dụ như mình qua bên tịnh tông học hội đi mình học đi mình học mình đừng có đem nguyên văn Đó đem về đây để áp dụng Tại vì bên đó là đất nước khác Mình về đất nước mình Mình phải làm sao á Tì cơ nhập quán Phải nhớ Phật Pháp là hiện đại hóa Nên á Sức sứ của Phật Pháp là từ Ấn Độ Chiền rộng ra các nước trên thế giới Nhưng mà thế giới nào người ta cũng tiếp nhận Phật Pháp phật pháp cũng như nước vậy, vào ly thì là ly nước vào chai là chai nước vào lưu là lưu nước vào sông là sông nước vào biển là biển nước còn quý vị thì lập phật pháp thành nó một cái vị trí cố định nào đó làm sao phật pháp truyền được phải nhớ nên mình thấy cái hay bất cứ nơi nào mình học được mình đem về nước nhà mình áp dụng mình phải làm sao mà phù hợp vào cái lãnh thổ mình đang sống gọi là tùy cơ nhập quán là như vậy mà nhớ còn nếu như mình đem nguyên cái thật chất đó đem gì người ta bên kia bận đồ màu đen màu nâu mình về đây cũng đất nước mình cũng bận đồ màu đen màu nâu người ta bên đó xưng pháp sư mình về nước mình mình cũng xưng pháp sư đất nước mình cái danh xưng mình phải tìm hiểu để cho nó phù hợp với đất nước mình mình lấy cái cái cách đó hay mình đem về mình áp dụng Cái đó là người khéo học Còn nếu như mình đem về mình lập vị Ở đất nước của mình Người ta thấy lạ quá Cái phái này cái phái gì lạ quá Thấy không nên thí dụ như đất nước của mình thì tất cả những người Phật tử người ta bận đồ lam Thì mình phải làm sao phù hợp với đất nước của mình Nhưng cái cách học thì mình học được cái nơi hay đó Mà cái hình thức thì giống đất nước mình Tức khắc người ta tiếp nhận mình chứ làm sao còn cái danh sưng mình đâu cần thiết phải dùng cái danh sưng Mà của đất nước bên đó Hoặc là hòa thượng này chỉ Ở bên đó Mình làm sao xưng cái danh sưng cho phù hợp Của đất nước của mình Cái đó là người đệ tử khéo léo Đệ tử ngoan của hòa thượng Phải nhớ Còn nếu như mình đem nguyên văn mình về đây Mình áp dụng vô đất nước này Vậy thì có khi người ta không chấp nhận Cũng như hòa thượng tình không ngày giảng thiết ngày nói Tôi đi qua bên nước Mỹ tôi mở đạo tràng thì tôi xây cái đạo tràng Nhà cửa giống giống hịch là nước Mỹ Tượng Phật Hình tượng Phật Bồ Tát giống nước Mỹ Có nghĩa là làm sao mà nó phải phù hợp Phải phù hợp Vậy thì Người dân hoặc là lãnh thổ Người ta mới tiếp nhận Người ta vừa bước vào đạo tràng nói, Ô, Phật Bồ Tát giống giống nước mình mình cũng giống Phật Bồ Tát Người ta thấy gần gũi và tiếp nhận Đó và tự tin không ngày giảng đó, coi. đó là rõ ràng nhập gia tùy tục không Hành đạo như vậy đó mà là hiểu biết Nên Ngài đi bất cứ đến quốc gia nào Người ta cũng tiếp nhận Vì sao? Vì cái phong tục Của cái quốc gia đó Ngài không có tùy tiện sửa Không có tùy tiện sửa đổi Mình phải làm sao Phù hợp rồi mình đem cái giáo pháp Của Đức Thế Tôn dạy lợi ích mình áp dụng vào Vì thì sự tu học quý vị Là một đệ tử ngoan hiểu biết rồi Còn nhiều người nghe pháp của Hòa Thượng khô cứng quá Không hiểu gì cả Thí dụ như bây giờ Mình niệm ai với Đà Phật mình đi đến một cái nơi niệm Nam Mô và Phật Mình phải niệm Nam Mô và Đà Phật chứ Từ khi cái nơi đó mình đến là Mình là người quyết định hết Vì thì cái quyền mình là người quyết định Còn mình đi vào trong cái vị trí của người ta Thì mình phải tìm hiểu mình phải tìm hiểu thí dụ như mình là đạo phật mình đi đến bất cứ một mối đạo nào mình muốn người ta kính mình thì mình phải kính người ta trước chứ mình đảnh lễ lễ lại mình đi vô nhà ai dù không có bàn thờ phật có bàn thờ ông bà mình cũng chắp tay cúi đầu cung kính cái tâm mà kính lễ đó mình kính lễ người ta trước người ta kính lễ mình phải nhớ đó nên á mình là người tu học đi đến bất cứ mối đạo nào mình nên cung kính đi tại vì người ta cung kính mối đạo người ta mình cung kính vị giáo chủ sáng lập mối đạo đúng rồi như vậy thì chắc chắn người ta sẽ có góc độ người ta nhìn nhận giáo chủ đạo phật dạy đệ tử ngoan như vậy người ta sẽ có nhận thức hiểu không còn mình luôn luôn lập vị vì chính mình không ho không nghĩ đến ai vậy? vậy thì mình thua thất bại nên học phật đó, phải có trí tuệ từ bi phải có trí tuệ thấy không nếu từ bi mà không có trí tệ Từ bi có hại Nên cần có trí tệ Trí tệ mới giải quyết được vấn đề Nên phải nhớ Nên tất cả chúng ta là người học Phật Nghe Pháp Đi đến đâu cũng vô cùng là hòa nhập được Rất là có khả năng hòa nhập rất cao Như hôm qua những đức đi đổ rác Những đức thấy rằng là mình bước vô vị trí nào Rất là hòa nhập Phật dạy bố thí nhiếp nữa, Dù là một món quà nhỏ nhỏ cũng là một cái giao tình đó, những đức thái những phú ổng nhanh lẹ ổng bước xuống mà khi mình tặng quà cho người ta gương mặt phải tươi vui chứ mình tặng quà cho người ta mà gương mặt của mình nó siêu siêu ánh ảnh khi tặng người ta không nhận mình nhìn cái người này là cái duyên tặng hòa là không thù thắng này, mình nhìn người này tặng quà là cái duyên thù thắng này, có những người, người ta tặng quà mà mình không muốn nhận cũng không được luôn cái tâm của người ta nó nó thu nhiếp mình nữa tặng mà người ta mà nhiệt tình còn gặp mà mình đến mình cho đồ mình tặng quà mà gương mặt của mình đó, nó ngơ 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 mà nó xìu xìu xìu, xìu đứa mà nó dùng dằn dũng dặn thì thua đó đó là cái cách mà gọi là mình tu duyên mà mà mình phát hết tâm đó, nên từ nơi đó, đó mà đi đến cái chỗ đổ rác từ bảo vệ cửa bảo vệ bước vào bước vào vị trí bước vô cái chỗ đổ rác gặp bất cứ người nào gương mặt tươi vui chào hỏi Đi chừng ba lần thôi là cái ấn tượng tự nhiên thấy đẹp Rồi bắt đầu là đem máy nghe Pháp tặng Đem vào Pháp giới thiệu Thấy chưa? Có nghĩa là người tu học đi đến đâu Cũng có thể đem vào Pháp giới thiệu Quý vị tu học như vậy Nó mới là đặc biệt Nên những đức thường nói rằng mình là người tu học Gương mặt phải tươi vui Gặp người chắp tay chào A-di-đà-phật Một câu như vậy có tốn tiền gì đâu Nhưng vậy mà duyên mình đặc biệt Mình gặp người gương mặt mình tươi vui A-di-đà-phật mình là người niệm Phật mà Còn ngoài đời thì mình phải áp dụng cho đúng Mình gặp người lớn Chào cô chú Mở gì Gặp anh chị chào Gặp cháu nhỏ cho nên em Khỏe không em Một câu như vậy thôi mà duyên đặc biệt á Còn mình đi đến đâu mình thưa hỏi đàng hoàng cung kính Mình là người Phật tử gặp quý thầy Thì mình cứ chắp tay cúi đầu a di đà Phật Đang ngồi trên băng ghế quý thầy đi ngang Mình gặp quý thầy đi ngang gần tới còn mấy thước nữa là mình đứng lên chắp tay a à, di đà Phật Quý thầy đi ngang xong mình ngồi xuống Chỉ có cái hành động vậy thôi mà Người xuất gia người ta Nhận thức người cư sĩ này được giáo dục Dù là người xuất gia đó không ra gì đi chăng nữa Nhưng mà cái hành động quý vị cư sĩ như vậy Người ta cũng cảm thấy quay lại cái tâm người ta Thấy không Đó tu học là phải như vậy đó Chứ không phải gặp người ta chú mắt nhìn Hoặc là mình thấy ai mới vô chùa chưa hiểu mình thấy đủ duyên mình đến mình hướng dẫn chân thật nhưng đừng có nói nhiều quá nó hướng dẫn những cái việc gì quan trọng tại vì ban đầu vừa gặp mà nói nhiều quá nó không hay đó đây là những đức hướng dẫn rất rõ ràng từ người trong chùa cho đến hàng cư sĩ luôn đó quý vị nghe đó nhớ đó vậy thì sự tu học chúng ta đó phật pháp này quý vị biết rằng từ là các nước Ấn Độ vậy mà truyền tải khắp nơi trên thế giới thì vị biết Phật pháp đặc biệt cỡ nào có nghĩa là Phật pháp có thể hòa nhập tất cả mọi vị trí nên nói là Phật pháp đi trước thời đại tại vì lúc Thế tôn còn tại thế Thế tôn đã nhìn được xã hội bây giờ nhà khoa học chưa có phát triển gì thì Thế tôn đã biết hết những sự việc mà bây giờ nhà khoa học mới cảm thấy rằng Đức Phật đúng là bậc đại trí tuệ không thấy nào mà theo kịp Chúng ta học Phật mà khô cứng Học Phật mà không có thể nào hòa nhập được mọi người Vì là tại chúng ta Chứ không phải tại Phật Pháp Quý phải nhớ đó Hòa tượng tình không ngày đi đến đâu ngày cũng được Cái người chủ đất nước đó tiếp nhận Người ta đều cung kính Ngài Là do chính Ngài cái hành động Ngài hòa nhập được với người ta Ngài đi đến bất cứ một đạo phái nào Ngài cũng vô cùng là cung kính Có khi bọn bộ đồ giống hệt vậy luôn Ngài đi Đến cái chỗ mặt tông Những đức thấy ngài đáp y của mặt tông Ngài đi đến của Cái nơi đạo thiên chúa Hình như những đức thấy ngài Cũng có cái lễ kính như đạo thiên chúa Nên bất cứ đi đến nơi nào Cũng hòa nhập được Quý vị coi Phật Pháp rõ ràng Như nước, vào chai là chai nước Vào ly là ly nước, vào hầm là hầm nước Vào lưu là lưu nước, vào biển là biển nước đúng không Đó rõ ràng Nước có thể cho chúng ta Được đỡ khác và mát lòng nước có thể rửa ráy chắc dơ bẩn nước có thể rửa nhà vệ sinh và nước cũng có thể tắm chúng ta nước có thể giặt đồ và nước cũng có thể năng thiền và nước cũng có thể làm cho thiền bị chìm Thấy không? tuy là nước rất là mềm dẻo nhưng nước có một cái lợi thế rất mãnh liệt rõ ràng quý vị coi con người tu học mình ví dụ như cái răng và cái lưỡi Răng cứng nhưng mà lúc nào răng cũng gãy trước hơn lưỡi Lưỡi mềm nhưng lưỡi lúc nào cũng tồn tại đến cuối cùng Rõ ràng không? Nên người tu học của mình phải dùng Phật Pháp làm sao Để áp dụng trong cuộc sống Mà phải cần có trí tuệ Nên Pháp môn tịnh độ này một câu vật hiệu này niệm Cho chúng ta trí tuệ Quý vị đi đến một đạo tràng chuyên tu chuyên niệm Phật được rồi Hòa thượng có giảng nhiều cỡ nào cũng là phiến vị niệm Phật mà Ngài giảng bao nhiêu phương tiện cũng là quy về niệm Phật đi Cái tinh hoa vẫn là niệm Phật mà Nên mình đi đến đâu cũng vậy Cái nơi nào mà chuyên niệm Phật Khuyên mình cầu sinh cực lạc là được rồi chuyên niệm Phật khuyên quý vị cầu sinh cực lạc là được rồi Vậy thôi Những đức 11 năm nay làm cái gì? Niệm Phật Được nghe Pháp Hòa Thượng 5 năm Từ khi xuống dưới đây tới bây giờ là những đức áp dụng chứ không nghe nữa Tại những đức thấy nhòi nhét hoài mà không hành trì Trở thành phù phiếm và thành Ra cái mỗi lần gặp ai nói chuyện Là đem văn tự đi đấu đá Phải làm sao áp dụng cho nó phù hợp Nên mình là người tu học Cái câu trước những đức nói Đừng bao giờ đi đến nước này nước kia Đem về nguyên cái hình thức đó Để áp dụng cho đất nước mình Người ta khó tiếp nhận mình Mà ưa bị rã tan Là vì sao? Vì mình đập vị lạ nên mình là người tu học cái hình thức nào cũng được miễn làm sao cái tâm của mình có tu là tốt mà hiện cái hình tướng nào cũng tùy duyên miễn niệm niệm gì người là có lợi ích phải nhớ từ nơi đó phải có cái tâm đó đó thì nhận thức được phật pháp tuyệt vời nên một ngôi chùa này những đức chỉ là phiên chiên niệm phật cứ thành tâm mà niệm phật đi nhất định là có lợi ích a là vô di đà là lượng phật là giác mê hoặc thì đi đến đâu cũng trở ngại chứ dù có nghe pháp và thượng định không đi chăng nữa đi đến đâu cũng bị nó đào thải vì sao vì không chịu giá và thượng giảng là để quy chúng ta niệm phật mà niệm phật để áp dụng cho cuộc sống chứ không phải là chỏng trọng niệm phật ai với đào phật ai với đào phật ai với đào phật vì nó niệm ai với đào phật là có cơm ăn đầy đủ cuộc sống ổn định niệm phật phật lo cái nguyện của phật là như vậy có không chắc chắn có nhưng khi chúng ta niệm phật chúng ta phải làm sao để nhiệt tình hết lòng sống niệm niệm vì người không có chi cầu cái cá nhân chỉ chính mình vậy thì được rồi chắc chắn rằng nương vào cái nguyện này là phật lo nhưng chúng ta không thể nào nói như vậy chúng ta phải có làm chứ không phải nằm không chờ xuống rụng người ta không tiếp nhận được biết rằng là mình tin nhưng mình phải áp dụng trong Phật Pháp Đem Qua nhập vào cuộc sống Vì tỷ vị tu học tuyệt vời Chứ không phải nói rằng nói trọng trọng ai với Đạo Phật Ai với Đạo Phật Tôi bắt cần tất cả những người bên cạnh tôi Vì quý vị đang sống với ai Cái động vẫn là có người mà Còn cái nguyện ai với Đạo Phật để dạy chúng ta Để hành trì với tất cả con người Chứ nếu như chúng ta chỉ biết ai với Phật Mà không biết ai Cái này là cái 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 tình chất mà không hiểu biết biết rằng là cái nguyện thâm thẳm từ tâm của mình là nguyện cầu sanh cực lạc và chỉ chấp gì ai như đạo Phật, không phải là đá đổ tất cả cái cuộc sống. Đó là cái nguyện thâm thẳm từ tâm tự mình giữ đi. Còn cái cuộc sống này mình không có chấp nhất cái chuyện được mà mất, thương và ghét, có và không, đẹp và xấu. Đó, nhưng mà mình không đá đổ những cuộc sống mình na ná để hòa nhập nhưng Trong thâm thẳm nội tâm mình Là chỉ có cái quyền Đời này con đến thế gian này làm tất cả việc gì Cũng để cầu sanh cực lạc Niệm Phật Chấp trì một câu vật Còn tất cả những cái được mắc hơn thua Thương ghét con không chấp vô đâu Nhưng mà cuộc sống Thì con sống tương đối hòa nhập Quý vị mà học Phật như vậy Thì tuyệt vời vô cùng Quá đặc biệt rồi Ai mà không muốn học Phật Quý vị học Phật tự tại mà An vui mà hòa thượng tình không ngài mở một đạo tràng ở đốc châu trong đạo tràng ai cũng là gương mặt tươi vui gặp người niềm nở gương mặt lúc nào cũng cười làm cho cái làng xóm ai cũng đến hỏi các vị làm gì mà mỗi ngày tôi thấy các vị lúc nào cũng vui hòa thượng tình không ngài nói chúng tôi học phật học phật như thế nào học vui vẻ học tha thứ học khoan dung ngài nói rất là đơn giản văn tử vậy coi họ nói họ học với chúa và thượng nói không có trở ngại gì cả chúa là cha phật là thầy cha mẹ sinh con không lẽ không cho đi học với thầy thứ bảy bị đi học chúa chủ nhật đi đến đây học thầy học phật không có trở ngại gì cả người học phật có học chúa được hay không được bất cứ cái môn nào có cái lợi ích là cứ học không có bị hạn chế nhưng mà mình phải có một môn chuẩn xác Để hướng đến giải thoát Còn cái chuyện tham khảo để nhận thức Việc này tự nhiên không có gì hết Sợ là sợ quý vị chấp nhất và so đo Đây là cái học mà thành phiền não Nên học Phật là cái gì Vui vẻ, quan hệ, tha thứ Mỗi ngày hiện tướng như vậy Gương mặt tươi vui Vì chúng ta mục tiêu là cầu sinh cực lạc Đâu có chí cầu cái vật chất thế gian Nên chúng ta sống mỗi ngày vô cùng tự tại Học Phật như vậy là đúng rồi Nên một câu ai với Đạo Phật này Quý vị nên chăng thật mà niệm Đi đứng nằm ngồi chăng thật mà niệm đi Niệm lâu nhất định là có kết quả Chính nhận đức đã thấy Rõ ràng học Phật là sự lợi ích lớn nhất Và niềm an vui Lớn nhất Mà chúng ta đã có được Nên quý vị cố gắng niệm Phật Dù hoàn cảnh gì cũng cố gắng niệm Phật Nhớ cứ chấp trì Ai Di Đà Phật Đừng có buồn giận chồng, vợ, con, cháu Nghịch tâm với mình Chỉ cần nhớ Phật thì việc gì cũng có thể quá giải và quý vị có thể sống vô cùng là an vui và tự tại hôm nay chúng ta học tập đến đây quý vị a di đà phật nguyện đem công đức này hướng về không tất cả Để tử và chung sanh đồng sanh về tịnh độ